Mẹ kiếm đi cả ngày rồi mà chẳng bắt được con nào. Lũ thức ăn chết tiệt bọn chúng đi đâu hết rồi? Hả? Bên phía kia là ranh giới của loài Godzilla đầm lầy, hay là bọn chúng chạy qua đó hết rồi? Chết tiệt. Vậy thì mình đói quá, mình phải liều mạng qua bên đó kiếm thức ăn mới được. Hay quá, hay quá, bọn chúng nằm chết sẵn cho mình tới ăn rồi kìa. Ngon quá, ngon quá, thiệt là đã quá đi. Này, mau dừng lại, thì Godzilla sạch chết tiệt kìa. Người to gan xâm nhập lãnh địa của chúng ta rồi ăn thức ăn của bọn ta nữa à. Chết tiệt, mình bị phát hiện rồi. Ta chỉ giết lũ thức ăn này, bọn chúng chạy sang đây, ta mới theo thôi. Đúng là một kẻ xảo trá. Thức ăn đó là do bọn ta săn được. Bọn ta định kéo đồng bọn của mình tới đó ăn chung, thì ngươi đã phóng tay chết. Là Godzilla xanh của các ngươi 3 lần 4 lượt xâm nhập lãnh địa của bọn ta, ăn cắp thức ăn của bọn ta. Lũ chết tiệt, bố mẹ các ngươi không dạy các ngươi rằng trong thế giới sinh tồn này chỉ có kẻ mạnh, kẻ nhanh tay nhanh chân thì mới ăn được thức ăn, còn kẻ chậm chạp yếu đuối thì phải nhịn đói và chết. Còn con mồi lúc nãy ta thấy trước thì ta có quyền ăn, các ngươi chậm chạp đến sau thì nhịn ráng chịu. Mẹ kiếp mày, mẹ của mày mới là kẻ không biết dạy dỗ mày đó. Cái gì, cái gì? Chúng mày dám xúc phạm mẹ của tao à? Vậy thì hôm nay tao không ngại ngùng khách sáo với chúng mày nữa, tao sẽ ăn luôn thịt của chúng mày. Chạy về mát mẹ của chúng ta, nhanh lên. Mẹ ơi, hãy lấy lại công bằng cho chúng con đi. Anh em chúng con bị giết chết rồi. Lại có chuyện gì nữa? Ta đã bảo các con là không được đi lung tung ra khỏi ranh giới của chúng ta mà. Chúng con đâu có ra khỏi ranh giới đâu. Là lũ Godzilla xanh, bọn chúng đã vào ranh giới của chúng ta, ăn thức ăn của chúng con đã xanh, còn giết chết anh em của chúng con nữa. Cái gì? Lại là lũ chết tiệt đó nữa à? 3 lần 4 lượt tới ranh giới của ta quậy phá. Tên Godzilla xanh đó, hắn không biết dạy con của mình hay sao? Mẹ ơi, lần này mẹ phải cho bọn chúng biết đây, biết sức mạnh của loài Godzilla đầm lầy chúng ta. Nếu không bọn chúng sẽ tiếp tục xâm chiếm ranh giới của chúng ta, giết sạch loài chúng ta cho mà xem. Được rồi, các con hãy ở nhà yên một chỗ đi. Ta sẽ đi tìm Godzilla xanh, nói rõ chẳng đen với mụ ta. Bên kia thôi là ranh giới của lũ Godzilla xanh. Này, lũ chết tiệt, mẹ của các ngươi ở đâu? Mẹ kiếp, mau dừng lại thứ chết tiệt kia. Người to gan dám bước vào ranh giới của loài Godzilla xanh chúng ta à? Mau biến cho khác đi. Cái gì? Lũ mất dạy này, dẫu gì ta cũng là chị em của mẹ các ngươi, vậy mà các ngươi lại hỗn xược với ta. Đúng là một cái lũ không được dạy dỗ đàng hoàng. Hôm nay ta sẽ thay mẹ của các ngươi dạy lại các ngươi. Chết tiệt, thứ này dám làm loạn khu vực của chúng ta, anh em đâu? Mau tiến lên xe sạc hắn đi. Cẩn thận, mụ ta là chú tể Godzilla đầm lầy. Chết đi, lũ hỗn xược, lũ bất hiếu, cả ta mà các ngươi cũng dám cản được. Hôm nay ta sẽ cho loại của các ngươi một bài học đắng cay vì cái tội dám sang ranh giới của ta giết con cháu của ta. Godzilla San, ngươi ở đâu? Mau ra coi ta dạy con cháu của ngươi nè. Đau quá, mau đi gọi mẹ của chúng ta ngăn cản thứ này lại đi. Các ngươi ăn miếng thì phải trả lại miếng. Đây là bài học đầu tiên mà ta dạy cho các ngươi đó. Này, mau dừng lại đi, đừng làm hại con của ta nữa. Godzilla đầm lầy, hãy lại đây đi. Cuối cùng ngươi cũng đã chịu xuất hiện rồi hay sao? Godzilla xanh, ngươi giải thích cho tao biết tại sao ngươi lại để con cháu của mình lộng hành sang ranh giới của ta, tranh giành thức ăn và giết chết con cháu của ta. Thì ra là cái chuyện nhỏ xí đó mà ngươi lại xé ra to. Dẫu gì chúng ta cũng sinh ra cùng một mẹ mà. Nào, bỏ qua mọi chuyện đi, coi như là bên ta có lỗi. Ta xin lỗi ngươi được chưa? Godzilla xanh, ngươi đúng là một kẻ dung túng.
hèn chi con cháu của ngươi lại láo suột đến như vậy. Nếu hôm nay ngươi ngươi không lấy lại công bằng cho loại của ta thì đừng có trách ta tàn sát hết lũ con cháu của ngươi. Đây, tại sao các ngươi lại tàn sát lẫn nhau chứ? Dẫu gì chúng ta cũng cùng một mẹ Godzilla sinh ra mà. Hả? Godzilla cái gì? Ngươi tới đây làm gì chứ? Ồ, bộ ngươi quên rằng ta và Godzilla sanh không những cùng mẹ mà còn cùng cha nữa. Ta tới đây thăm em của ta không được hay sao? Và lại, ta muốn nó giúp ta một số việc nên ta cần tìm nó. Ngươi nghe rõ chưa? Godzilla đâm lây. Anh trai à, thứ chết tiệt này đang muốn giết em đó. Khổ kiếp. Được lắm. Mày dám kéo đồng đội anh em của mày tới à? Nhưng tao không có sợ đâu. Lần này tao chịu hết nổi rồi. Tao phải báo thù cho con cháu của tao. Chết tiệt, mau dừng lại. Có ta đây mà ngươi dám tấn công em của ta hay sao? Anh trai, trả thù cho em. Tao đã giết chết Godzilla xanh rồi. Bây giờ tới mày luôn. Godzilla cái gì? Chết tiệt. Thứ khốn kiếp Godzilla đâm lên. Mày to gan. Được lắm. Hôm nay tao sẽ xé xác lột da mày để tế em của tao. Vậy thì mày cứ nhào vô đây, tao không sợ mày đâu. Thưa chúng mày, mặc dù chúng một mẹ với ta, nhưng chúng mày tàn độc, chúng mày dung túng con cháu, tàn sát, xâm chiếm lãnh địa của ta biết bao nhiêu lần rồi. Ta chịu không nổi, hôm nay ta có liều chết cũng phải bùng nổ với chúng mày. Chết tiệt, mày nghĩ mày có thể giết được tao hay sao? Hả? Mày định chạy đi đâu? Đứng lại. Chết tiệt. Thưa Godzilla cái gì đó, thật là khốn kiếp. Mình phải chạy trước đã. Đứng lại. Mày không thoát được đâu con trai. Đợt kìa, mình thấy có một khe núi, tới đó ẩn nấp hắn thôi. Đứng lại, đây là ranh giới của loài Godzilla lửa, kỹ là mặt không được đụng nhập vào. Là loài Godzilla lửa à? Là ta đây, chúa tể Godzilla đầm lầy đây. Các ngươi không nhận ra ta à? Ta với chúa tể các ngươi là chung một mẹ đây. Ủa, là chúa tể Godzilla đầm lầy à? Sao gì lại tới đây chứ? Dì tìm mẹ chúng con có chuyện gì không? Có chuyện quan trọng lắm. Được rồi, dì mau vào trong đi. Cảm ơn các ngươi nhiều lắm. Đây, Godzilla lửa, làm ơn cứu tôi. Là ngươi à, Godzilla đầm lầy. Có chuyện gì lại xảy ra với ngươi nữa vậy mà ngươi lại tới tận đây? Cứu tôi. Tình Godzilla kinh dị, hắn đuổi theo tôi, muốn giết chết tôi. Cái gì chứ? Ta, ngươi và hắn mặc dù khác cha nhưng đều chung một mẹ Godzilla sinh ra. Tại sao hắn lại truy giết ngươi? Chắc chắn ngươi đã gây ra chuyện lầm lỗi với hắn đúng không? Không phải như vậy đâu. Tại vì tình em trai cùng cha cùng mẹ với hắn là Godzilla xanh, đã dùng chúng thuộc hạ. Đám thuộc hạ của tên Godzilla xanh đó đã chạy qua ranh giới của tôi, giết chết tranh giành thức ăn của con cháu tôi. Tôi vì muốn báo thù nên đã giết hắn. Không ngờ tên Godzilla kinh dị lại tới đúng lúc. Hắn thấy được cảnh đó nên quyết giết tôi để báo thù cho em của hắn. Đó là chuyện riêng của các ngươi, không liên quan gì tới ta và con cháu của ta. Mau đi chỗ khác đi. Không, sao ngươi lại vô tình như vậy chứ? Hắn tới rồi kìa. Đi, mau dừng lại. Đây là ranh giới của loài Godzilla lửa. Chết tiệt, Godzilla kinh dị. Bọn chúng không có tội tình gì. Nếu người muốn tìm ta thì hãy đến đây đi. Mẹ kiếp, Godzilla kinh dị. Mày to gan, dám tới lãnh địa của ta, giết chết con cháu ta trước mặt ta. Ồ, người không coi ta là gì à? Ta mạnh hơn các ngươi thì cần gì phải coi trọng các ngươi chứ? Chết tiệt, ta phải giết chết từng Godzilla đầm lầy kia để báo thù cho em của ta. Đồng thời kể cả ngươi luôn Godzilla lửa à, vì ngươi dám dung túng hắn. Chết tiệt, ta và loài Godzilla lửa chẳng liên quan gì tới nhau. Nếu người muốn báo thù thì hãy chỉ giết một mình ta thôi. Được lắm, Godzilla đầm lầy. Vì câu nói này
và những hành động độc ác của tên Godzilla kinh dị đã giết con cháu của ta. Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn. Hả? Hay lắm, hay lắm. Cảm ơn Godzilla lửa. Nào, chúng ta cùng tiến lên, kết thúc hắn luôn đi. Chúng mày định hỏi ông ta. Được lắm. Hôm nay tao sẵn tiện tiêu diệt luôn chúng mày, giết sạch con cháu lời của chúng mày. Cả vùng đất màu mỡ này sẽ thuộc về lời Godzilla kinh dị của tao. Cầm mồm đi, thứ chết tiệt. Ta đã từng nghe các ngươi lộng hành từ rất lâu rồi. Các ngươi dung túng thuộc hạ cướp bóc khắp nơi. Lời Godzilla lửa ta đây vì muốn yên bình đã nhận định từ lâu. Hôm nay bọn ta không muốn nhịn nữa. Ta sẽ thấy trời hành đạo, thấy công lý chính nghĩa để diệt trừ ngươi. Thứ xấu xa, chết tiệt. Mày nói cái gì? Tao sẽ xa xác mày đầu tiên. Hay quá, hay quá. Thành công rồi. Được rồi, gọi sẽ là đầm lầy. Người hãy mau quay về lãnh địa của mình, sống yên bình đi. Đừng gây họa nữa.